không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú. Chào em. Em tên là Mộng đúng không? Hôm nay em ngủ chung với chị nha. Chào buổi sáng. Con ngoan ngoãn đợi má đi làm về nha. Muốn ăn sáng thì tự nấu, ra ngoài nhớ khóa cửa lại. Nếu không về thì bỏ chìa khóa vào hộp thư ở dưới nhà. Nhớ không được mở cửa sổ. Tôi không muốn khi về tới nhìn thấy Mộng ở dưới lầu đâu. Paul, em thấy sao? Tôi đã xem qua lời khai sơ bộ. Nhân chứng và vật chứng của cảnh sát đều rất đầy đủ. Hơi khó khăn. Tôi đã suy nghĩ, chỉ có tội tố cáo sở hữu văn bằng giả là có chứng cứ xác thực. Dù gì tội danh cũng nhẹ hơn. Tôi tính là kêu Nhi nhận tội. Vậy tập trung vào hai tội danh còn lại là sử dụng văn bằng giả và thông đồng lừa gạt. Khả năng thắng sẽ cao hơn. Vào đi. Luật sư Cố, luật sư Tô Đồ Bắc đã tới. Luật sư Tô Đồ. Luật sư Cố. Paul, Matthew, lâu quá không gặp. Lâu quá không gặp tiểu của tôi, Sếp Minh. Chào anh, mời ngồi. Luật sư Cố, tôi đã làm theo lời cô, liên lạc với ba người bị cáo khác, Phương Gia Kiệt, Lý Bách Thanh, Lâm Tử Quy. Họ cũng đồng ý ủy thác cho tôi, giúp họ tìm luật sư tố tụng. Tôi đã tìm KK Chu. Cảm ơn nhiều. Nếu ba người họ thoát tội, thì Nhi sẽ có khả năng cao sẽ không sao. Có KK ra tay, tôi cũng yên tâm hơn. Tôi sẽ gọi điện cho KK, chào hỏi anh trước. Thật ngại quá, tôi có một số vấn đề cần nói riêng với luật sư Cố. Nhi lần này thật to gan, gây ra một tai họa lớn như vậy. Không sai cũng đã sai rồi, chỉ còn cách cố gắng giúp nó. Ba của cô trước khi mất đã căn dặn tôi rất rõ ràng là phải chăm sóc cho mấy chị em cô. Tôi thật sự không muốn Nhi sẽ có chuyện. Phải rồi, Edison, nếu như có việc gì mà cô và Paul không tiện ra tay thì đừng ngại nói với tôi, cô hiểu mà. Cảm ơn. Nếu cần tôi sẽ nói với anh. Cảnh sát đã chính thức lập án khởi tố ba người liên sự của tôi hai tội danh, bao gồm là sử dụng văn bằng giả và thông đồng lừa gạt. Thứ tư tuần sau sẽ chính thức ra tòa. Cả ba người họ đều tính là không nhận tội. Đương sự của tôi Cố Sông Nhi bị thêm một tội danh là sở hữu văn bằng giả. Nghe ra tòa, cô sẽ nhận tội danh này. Được. Luật sư Chu, chắc là anh đã giao tiếp với ba người đương sự của mình. Những gì họ nói có gì khác biệt nhiều so với lời khai đã khai với cảnh sát không? Tôi đã gặp riêng với họ rồi. Những gì mà họ nói cũng gần giống với lời khai đã cho. Nhưng tôi cảm thấy họ hình như đang che giấu chuyện gì đó. Ví dụ là gì? Ví dụ như là khi tôi hỏi Cố Sông Nhi có phải là chủ mưu trong chuyện này không, họ đều tránh né câu hỏi, không trả lời thẳng với tôi. Cho nên đến bây giờ tôi vẫn chưa phân biệt được họ đóng vai trò gì ở trong vụ án lần này. Thực ra một trong những bị cáo Lý Bách Thanh đã nói riêng với tôi. Anh ta nói công việc này là Nhi giới thiệu cho anh ta, và Nhi sẽ thu lại một phần thu nhập xem như là tiền hoa hồng. Nếu như là thật thì có thể Nhi sẽ là chủ mưu của vụ án này. Nhưng mà có một việc rất kỳ lạ. Tôi biết được phía cảnh sát đã từng hỏi ba người đương sự của tôi là nếu đồng ý chỉ ra Cố Sông Nhi là chủ mưu thì có cơ hội sẽ được xử tội nhẹ hơn. Nhưng ba người họ là không có làm như vậy. Còn nói riêng với tôi là dù thế nào cũng sẽ không bắt đứng Cố Sông Nhi. Cho dù là ngồi tù cũng sẽ ngồi tù chung, sẽ không có công nghĩa khí như vậy.
Lời nói này của họ thể hiện một điều là trong số những người họ, người có nghĩa khí nhất có lẽ là Nhi. Nói có lý. Anh quen biết cổ bao lâu? Xin lỗi sư phụ. Khi khi, tôi muốn gặp riêng với ba người đương sự của anh để tìm hiểu sự việc. Làm phiền anh sắp xếp giùm tôi. Không thành vấn đề. Mời hai người uống ly nước. Cảm ơn. Cảm ơn. Luật sư Cố, cô là chị của Haley. Cô muốn biết gì thì cứ hỏi tôi. Tôi muốn biết anh tham gia vào nhóm của Haley khi nào. Hai người quen biết như thế nào? Tôi với cô là bạn học cũ, cũng đã mấy năm không gặp lại rồi. Khoảng gần 2 tháng trước, cô đột nhiên gọi cho tôi, nói với tôi là cô hứng thú dạy trẻ con đánh đàn cello không, còn nói là sẽ trả lương giờ rất là cao nữa. Sau đó tôi đồng ý, giờ đã dạy tới bây giờ. Trả lương giờ rất cao là bao nhiêu? Tôi biết cổ thường sẽ nhận của người ta là 2.500 một tiết, nhưng mà chia cho tôi thì là 1.200. Vậy tức là cô đã lấy đi hơn một nửa tiền hoa hồng. Vậy mà anh cũng chịu hay sao? Bình thường tôi cũng chỉ nhận dạy 500 đô một tiết, cho dù cũng bị cổ lấy đi một nửa thì tôi cũng được nhận gấp đôi rồi. Hơn nữa khách hàng cho cổ giới thiệu, tôi cảm thấy không có vấn đề gì. Nhưng mà 500 so với 2.500 là khác biệt rất lớn. Anh không cảm thấy kỳ lạ hả? Lúc đầu tôi cũng nghĩ như vậy đó, nhưng sau đó cổ nói cho tôi biết phụ huynh quan trọng nhất là lý lịch của chúng tôi. Chỉ cần chúng tôi tốt nghiệp ở học viện âm nhạc nổi tiếng thì bao nhiêu tiền cũng chịu trả hết. Vậy anh có phải tốt nghiệp ở học viện âm nhạc nổi tiếng không? Không phải, là cổ đã làm một văn bằng giả cho tôi. Khi tôi đi phỏng vấn có đưa ra cho xem, nhưng tôi xin thề tôi thực sự không biết hậu quả nghiêm trọng như vậy đâu. Luật sư Cố à, tôi biết những gì tôi vừa nói rất bất lợi cho cổ. Cái luật sư Chu tôi cũng không kể, cô đừng nói cho anh ta biết nha. Tại sao anh lại bảo vệ Haley như vậy? Anh ơi, có khách tới hả? À, dạ phải. À, má ngồi đi. Má uống thuốc rồi đi nghỉ ngơi đi. Má ra đây làm gì? Hai vị này là... À, đây là chị gái của Haley. Người này là bạn của Haley. Cô là chị gái của Haley. Em gái của cô rất là ngoan, rất tốt bụng. May mà Thanh có một người bạn tốt như vậy. Ngon lắm đúng không? Bàn tay ngon hơn hả? Nè. Hai, sao biết em ở đây vậy? À, Grace nói cho chị biết. Chị có thể vào không? Xin lỗi mà, hôm đó chị không cố ý đâu. Em không nói gì đã bỏ đi là em không đúng. Em chỉ là muốn được yên tĩnh thôi. Chị ba cũng hiểu. Cả buổi sáng không có đi ra ngoài hả? Có thấy buồn không? Chị chở em đi dạo ha. Có khách gọi hả? Chị làm việc trước đi, em vào thăm má xong sẽ gọi cho chị. Vậy cũng được, có gì gọi chị. Ừ. Hai Lê à, sao cô lại tới thăm tôi tốt quá vậy? Má nhớ ra con là Hai Lê hả? Đương nhiên là nhớ rồi. Cô là con gái của bà Trần kế bên nhà mà. Tôi nhớ là cô đàn piano rất hay. Nếu cô mà muốn cố gắng hơn nữa, nhất định sẽ sánh bằng Lan Lãng và Lý Nhân Địch. Sao vậy? Có người bắt nạt cô hả? Nói cho tôi biết, tôi ra mặt cho cô. Không có, không có ai bắt nạt cô hết. Nhưng cô lỡ làm một việc rất sai, rất là sai. Cô làm sai hả? Sai việc gì? À, tôi nhớ ra rồi. Có một lần cô qua nhà tôi chơi, lấy cây son của tôi vẽ khắp cả người. Lúc đó cô mới chỉ có 5 tuổi. Có lần cô đã quăng cả cuộn giấy vệ sinh xuống nhà, nói là muốn biết cuộn giấy dài tới đâu. Không có đứa trẻ nào lại tò mò như cô hết. Làm tôi không biết nên giận hay nên cười nữa. Mấy chuyện này cũng còn nhớ sao? Đương nhiên là nhớ rồi. Tôi còn nhớ hồi nhỏ cô rất lanh lợi, rất hiểu chuyện. Cho dù bây giờ cô đã lớn thì cũng sẽ không làm chuyện xấu đâu. Nè, cô phải nhớ là dù có làm sai việc gì cũng không phải sợ. Có luật sư tôi ở đây ra mặt cho cô. Ừ, cảm ơn bà nhiều lắm luật sư. Còn gái khờ đừng khóc nữa. Nè, cô đợi tôi một chút. À, cô Lâm. Cô nhìn xem đây là gì. Nè,
là kẹo Coca mà cô thích ăn nhất đó. Mỗi lần mấy cô ở đây cho tôi đều để dành một ít cho cô. Còn nữa, nếu không đủ thì trong tủ của tôi còn nhiều lắm, cô cứ đem về hết từ từ mà ăn ha. Con gái khờ, đừng có khóc nữa, ngoan đi, đừng khóc nữa. Anh làm gì đó? À không, cô thấy tôi đeo nhiều vòng như vậy là biết tôi làm thiết kế trang sức. Tôi thấy tay của cô vừa trắng vừa dài nên tính nhờ cô đeo dùm chiếc nhẫn mà thôi. Tôi đang làm việc không có rảnh. Chú tâm hồn cho mà, đâu có mất thời gian lắm đâu. Ngại quá, tôi thật không rảnh. Đi tôi nói rồi mà. Chỉ một chút thôi mà, cô giúp cho tôi đi. Anh đừng đụng vào tôi, tìm người khác đi. Cô giúp việc chúng tôi đi. Ray, hai người đàn ông này làm phiền tôi, không để tôi làm gì. Xin lỗi nha, tôi đang bận. Nè, ấy tôi rảnh nè. Cô giúp dùm đi mà. Nè, buông tay ra không hả? Tôi la lên đó. Cái gì chứ, có quan tâm tới cô đâu? La đi, có việc la đi. Ê, nè nè, mày làm gì vậy? Còn không ra tay, đứng nhìn cái gì? Này, anh có sao không? Không sao. Tại sao hai anh đánh người khác hả? Không có, do anh ta tự té chứ bộ. Thì phải đó, cô nhìn anh ta kìa. Anh muốn bảo vệ em trọn đời trọn kiếp, hãy cho anh một cơ hội. Gả cho anh nha. Gả cho anh. Cậu ơi, cô muốn uống cái gì? Đã lâu rồi không tới, ở đây cũng không có gì thay đổi ha. Ê, cô à, tôi nhận ra cô rồi. Chồng của cô ở đây cầu hôn cô đúng không? À, cũng mấy năm trước rồi ha. Là 4 năm trước. Hơn vậy sao lâu quá rồi không thấy tới vậy? Sao có mình cô hả? Chồng của cô đâu rồi? Tôi muốn một ly Gordiana. Cô may mắn đó. Rượu này đã không có bán lâu rồi. Gần đây giờ mới bán lại tôi, để tôi làm liền. Xin chào, Ray. Em đã dọn về nhà chị ba rồi. Cảm ơn chị và Mộng đã cho em ở lại một đêm. Mộng ơi. Mộng. Mộng.
Mộng ơi, Mộng à, con đừng có hù má nha Mộng, con đang ở đâu vậy? Mộng, má nghe được tiếng con rồi, con đang ở đâu vậy? Hả? Mộng, có phải là con ở đằng sau không? Mộng ơi! Hai! Alo, Philip! Mộng! Mộng ơi! Mộng nè! Con đừng sợ nha, con đừng sợ! Có má đi rồi! Hình như là Mộng bị thương rồi. Đừng lo lắng quá, bây giờ mình đưa Mộng đi gặp bác sĩ đi. Yên tâm đi, chân của nó không sao đâu, chỉ là bị trẹn một chút thôi, bôi thuốc sát trùng là được rồi. Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ. Nhưng mà lúc nãy khi mà tôi kiểm tra cho nó, phát hiện thận của nó đã có dấu hiệu ác tính, xem ra tình hình cũng không được lạc quan cho lắm. Tôi nghĩ hai người phải chuẩn bị tâm lý đi. Chuẩn bị tâm lý gì chứ? Để tránh trường hợp nó sẽ càng ngày càng đau đớn, tôi nghĩ hai người nên suy nghĩ việc cho nó một mũi chích để cho nó nhẹ nhàng hơn. Ý của anh là để cho Mộng ăn tử hả? Tôi thì nói sẽ không để cho Mộng chết. Anh bị điên rồi, anh muốn tiêm thì tự tiêm cho mình đi. Này, Ray, anh xin lỗi bác sĩ. Không ngờ nha, rất ít con gái thích ăn khô nhục cải muối. Thì tôi cũng chỉ hay ăn lúc tâm trạng vui thôi. Vậy ăn thêm miếng đi. Còn tưởng là cô bận không tới ăn cơm chứ. Tôi đang bận thiệt. Gần đây tôi đang bận vụ án của em gái luật sư cô đó. Có rất nhiều việc phải làm. Giống như tối nay tôi còn phải tăng ca nữa, nhưng đột nhiên họ lại nói là không cần. Vụ án của em cổ sao rồi? Tóm lại là cũng rắc rối lắm. Tôi thấy gần đây luật sư cố cũng rất là bận. Chắc là áp lực rất lớn. Tôi còn tính là gọi điện hỏi thăm cổ, nhưng mà sợ là sẽ làm phiền tới cổ nữa. Muốn gọi thì cứ gọi đi, ai bị áp lực cũng sẽ muốn có ai đó gọi điện tới để cổ vũ. Đã tìm được chưa? Liên lạc không được, nhắn tin cũng không trả lời. Một bị cáo khác tên Lâm Tử Quy cũng vậy, gọi cả buổi sáng cũng không có bắt máy. Xuất phát trước đi, tiếp tục liên lạc hai người họ. Dạ biết rồi sư phụ. Sư phụ à, tôi đã gọi em của cô nãy giờ nhưng mà không ai bắt máy. Tiếp tục gọi đi. Dạ được. Tôi cũng không liên lạc được với Lâm Tử Quy. Tại sao hai người họ lại mất tích cùng một lúc? Là trùng hợp hay là có lý do gì khác? Không lẽ họ bỏ trốn sao? Ngày đầu ra tòa mà tới trễ sẽ bị kỷ luật đó. Đến khi chính thức điều trần, thẩm phán sẽ có ấn tượng xấu với họ. Rồi, khoan gọi đã. Để Linh xem có thể giờ lịch tới giờ cuối không? Dạ biết rồi sư phụ. Con cũng đi giúp một tay đi. Ok. Xin lỗi. Xin lỗi. Giúp tôi đã xin phép thư ký tòa án sắp xếp vụ xét xử vào giờ cuối. Hai người rửa mặt sửa soạn lại rồi theo tôi vào bên trong. ECC 1643/12 Phương Gia Kiệt. Công tố kháng cáo anh hai tội danh. Tội danh thứ nhất, vào ngày 10 tháng 5 năm 2021 sử dụng một văn bằng tốt nghiệp giả và mục đích phi pháp. Vi phạm điều thứ 73 trong quy chế hình sự là sử dụng văn bằng giả. Bị cáo anh nhận tội không? Không nhận tội. Tội danh thứ hai, vào ngày 10 tháng 5 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021, cùng ba người bị cáo khác trong vụ án này là Cố Song Nhi, Lý Bách Thành, Lâm Tử Quy thông đồng lừa gạt. Bị cáo anh có nhận tội không? Không nhận tội. Cố Song Nhi, tội danh thứ nhất, vào ngày 30 tháng 6 năm 2021, cảnh sát tìm ra một văn bằng tốt nghiệp giả ở nơi của cô đang ở, vi phạm điều thứ 75 trong quy chế hình sự là sở hữu văn bằng giả. Bị cáo cô nhận tội không? Tôi nhận tội. Tội danh thứ hai, vào ngày 10 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6 năm 2021, cô từng sử dụng văn bằng tốt nghiệp giả đã nêu trên, vi phạm điều thứ 73 trong quy chế hình sự là sử dụng văn bằng giả. Bị cáo cô nhận tội không? Không nhận tội. Tội danh thứ ba, vào ngày 10 tháng 5 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021 đã cùng ba bị cáo khác trong vụ án này là Phương Gia Kiệt, Lý Bách Thành, Lâm Tử Quy thông đồng lừa gạt. Bị cáo cô nhận tội không? Không nhận tội. Em vào phòng dọn đồ, chút nữa qua nhà chị ba ở vài ngày. Đợi đã. Suốt chặng đường không thấy em lên tiếng. Em định không nói cho chị biết lý do em với Lâm Tử Quy đến trễ à?
Quý à, con mau xuống đây đi. Quý, tới gần cô. Con mau bước xuống đi. Quý à, cô làm vậy ba Quý má à, đi. Anh đừng có làm bậy, bước xuống trước hả? Xuống Quý. Đây đi. Thật sự Quý rất sợ phải đi tù. Tụi em khuyên lâu lắm anh mới chịu bước xuống đó, nên mới bị trễ giờ. Xin lỗi chị. Chuyện này em làm đúng lắm, không cần phải xin lỗi. Gia đình Quý chỉ có một đứa con trai thôi. Nếu vì chuyện này mà mất đi tính mạng, chị em sẽ không bao giờ yên ổn được. Mấy ngày trước chị có tìm Lý Bách Thanh, em luôn giúp đỡ cậu ấy hả? Ừ. Mẹ anh ta mắc bệnh lâu năm nhưng không có tiền để chữa trị, nên em mới dùng số tiền kiếm được trước đó để giúp cho ảnh. Em cũng tốt với nhóm bạn này của em thật. Cũng giống như Tommy nè, gia đình của anh ta rất là phức tạp, nên mới khiến cho em gái của ảnh không có ai lo. Em nhìn thấy anh em họ lại nhớ tới em của ngày xưa. Cô đơn một mình thì tội lắm. Mỗi khi được rảnh em lại đi chơi với em ấy. Em của anh ta lanh lợi lắm đó, có bà dở gì không hiểu, chỉ cần em dạy là hiểu liền à. Hèn chi họ chịu bảo vệ em như vậy. Nhi à, đừng dọn qua nhà chị ba. Chị hai hứa với em, sau này không vô cớ chửi em chịu không? Ừ. Sư phụ à, bên phía công tố mới vừa gửi hồ sơ mới cho mình. Thì ra họ lại tìm được một nhân chứng mới. Lần trước sau khi cảnh sát lấy máy tính của Hailey về, ở trong máy của cô ấy phát hiện một người tên là Dương Nam có liên quan tới vụ án lần này. Đâu thể nào chứ, tôi đã xóa hết dữ liệu rồi mà. Có lẽ cảnh sát đã tìm nhân viên kỹ thuật phục hồi một bộ phận dữ liệu nên mới phát hiện anh ta. Đồng thời cảnh sát đã tìm Dương Nam về đồn để mà lấy lời khai. Anh ta khai những gì? Bản lời khai ở đây. Nói Hailey sẽ giúp anh ta xây dựng hình ảnh thành đại sư kịch câm, tốt nghiệp trường kịch câm quốc tế ở Pháp. Thật ra anh ta chỉ tốt nghiệp trung học, chưa từng đi theo đại học. Em có nói vậy không? Có, nhưng mà em chỉ nói đại thôi à. Anh ta còn chưa phỏng vấn nữa mà. Vì vậy cho tới giờ cảnh sát vẫn chưa khởi tố anh ta. Nhưng nếu bên công tố triệu tập ra tòa, lời khai của anh ta rất bất lợi với em. Em có biết anh ta hoặc biết làm cách nào để tìm được anh ta không? Sư phụ à, chúng ta không được tiếp xúc với nhân chứng bên công tố đâu. Có một người giúp được đó. Cảm ơn cô chịu tới đi. Ủa, đại tiểu thư, nhị tiểu thư, sao lâu quá không tới uống trà sữa của tôi hả? Bận mà. À, còn cô này là bạn của hai cô hả? Cô tên Grace, là em tư của chúng tôi. Thôi đi, tôi và cô không cùng một mẹ, hay là em cô hả? Tôi vào pha hai ly trà sữa đây nha, chắc cô cứ tự nhiên đi ha. Cảm ơn. Tôi bận lắm, cô có chuyện gì thì mau nói đi. Tôi nghĩ Thanh cũng đã nói cho cô biết Nhi đang gặp rắc rối, có chuyện này muốn nhờ cô giúp đỡ. Vốn dĩ không có vấn đề đâu, nhưng cô lên tiếng nhờ thì tôi phải suy nghĩ lại. Đừng vậy mà Race, hôm nay chúng ta tới đây vì Song Nhi. Những chuyện khác Khoa hãy nói, nghe thử cô ta nói được gì. Nói đi. Tôi biết cô quen một người tên là Dương Nam. Anh ta sẽ là nhân chứng vô cùng quan trọng của bên công tố. Lời khai của Dương Nam đối với Nhi mà nói rất quan trọng. Tôi muốn được cô... rồi, tôi biết là cô muốn gì. Cô lại muốn giở trò bẩn chứ gì. Chế độ tư pháp ở Hồng Kông thật sự rất có vấn đề. Người như cô mà cũng có thể lấy bằng luật sư à? Cô nói tôi nên tìm cảnh sát báo họ đến bắt cô, hay là tới công hội đại luật sư khiếu nại cô đi. Coi như tôi cầu xin cô. Grace. Được rồi, không cần nói nữa, không có hứng thú nghe. Cô làm nhiều chuyện xấu xa như vậy biết trước sẽ có báo ứng. Nhưng tôi không hiểu tại sao báo ứng lại vào người Song Nhi. Cô tự uống cho hết đi. Cô gọi tôi tới, có chuyện gì? Đợi chồng tôi xem xong trận thi đấu đã. Sắp xong rồi. Thần tượng của anh cuối cùng cũng đoạt giải quán quân rồi kìa. Chồng tôi Thôi Minh Hiên, Dương Nam. Tôi đã biết chồng cô lâu lắm rồi mà. Chồng tôi không biết anh mà. Ông xã, anh có nhận ra anh ta không? Vào đêm anh cầu hôn với em, anh chàng kể chuyện tấu hài trên sân khấu chính là anh ta. Thì ra người mời chúng ta uống Gudiana là vợ của ảnh. Nhưng mà
cô ấy cũng đã qua đời giống như anh vậy. Nếu như anh tình cờ gặp lại cô ấy ở trên đó, anh cảm ơn cô ấy một tiếng nha. Xin chào anh Hiên, tôi là Dương Nam. Lúc đó tôi không để ý chúng ta giống nhau tới vậy. Hôm đó anh nói cảm ơn tôi, tuy tôi không hiểu là chuyện gì, nhưng mà tôi cho anh cơ hội báo đáp tôi, giúp tôi một chuyện. Cảnh sát Dương, cho hỏi sau khi anh chính thức bắt giữ bị cáo số 1 Cố Song Nhi, đã tìm được gì ở nhà của cô ta? Chúng tôi đã tìm được giấy chứng nhận tốt nghiệp của cô ta tại Học viện Âm nhạc Cao cấp Mỹ Hamilton. Sau khi kiểm chứng, phát hiện đó là giấy chứng nhận giả. Chúng tôi cũng đã liên hệ với học viện rồi, phát hiện thì ra bị cáo số 1 vẫn chưa hề tốt nghiệp. Các anh ở nhà của bị cáo số 1 tìm được bằng chứng liên quan nào nữa hả? Chúng tôi đã tới nhà của bị cáo số 1 tìm được máy laptop cá nhân. Thông qua việc phục hồi bộ phận dữ liệu, phát hiện được một phần ghi rõ lịch trình dạy nhạc cụ và dạy kèm của bị cáo số 1 và 3 bị cáo còn lại. Dữ liệu trong máy còn liệt kê rõ ràng mỗi tuần bị cáo ghé tổng cộng nhà của 8 vị phụ huynh, kèm thời gian dạy nhạc cụ và dạy kèm. Có phát hiện gì nữa không? Chúng tôi còn phát hiện một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc tên Dương Nam có liên quan tới vụ này. Thưa ngài thẩm phán, tôi không còn câu hỏi nữa. Vì lý do đương sự của tôi, Cố Song Nhi đã thừa nhận tội trạng sở hữu văn bằng giả, tôi không có câu hỏi, thưa ngài thẩm phán. Thưa bà Quách, bà có thể cho biết hôm đó bị cáo số 3 Lâm Tử Quy đến nhà bà phỏng vấn như thế nào hay không? Lúc đó tôi hỏi cậu ta đã theo học âm nhạc ở học viện âm nhạc nào. Cậu ấy nói tốt nghiệp ở học viện âm nhạc Berkeley. Lúc đó cậu ấy còn cho tôi xem giấy chứng nhận tốt nghiệp. Tôi vẫn luôn tưởng giấy chứng nhận tốt nghiệp đó là thật, cho nên tôi đã trả lương rất cao để cậu ấy dạy con tôi thổi sáo dài. Cho tới khi bà Hằng nói cho tôi biết giấy chứng nhận đó là giả, tôi mới biết mình đã bị gạt. Bà Quách, bà khẳng định hôm đó đương sự của tôi Lâm Tử Quy thật sự là có đưa cho bà xem giấy chứng nhận của học viện sao? Phải, tôi khẳng định. Bà Quách, bà nhìn xem có phải tờ giấy này không? Phải, là tờ này. Bà khẳng định chính là tờ này sao? Tôi khẳng định. Bà Quách, cho hỏi bà có ngại cho chúng tôi biết trình độ giáo dục của bà hay không? Lúc ở Trung Quốc tôi học tới lớp 12. Thưa ngài thẩm phán, giấy chứng nhận này so với giấy chứng nhận thật sự của học viện âm nhạc đó giống nhau đến 90%, nhưng tiếng Anh thì lại không hề giống nhau. Trên đó không phải đây là Berklee College of Music, mà đây là Berklee College of Music. Thưa ngài thẩm phán, tôi không còn câu hỏi. Bà Hằng à, bà hãy cho biết Cố Song Nhi đến phỏng vấn như thế nào? Hôm đó là Phương Gia Kiệt dẫn cô ta đến gặp tôi. Sau đó Phương Gia Kiệt đã dạy kèm cho con tôi. Chỉ có tôi và cô Cố ở đó. Tôi hỏi những vấn đề liên quan đến học lực. Cô ta lấy cho tôi xem giấy chứng nhận tốt nghiệp của Học viện Âm nhạc Cao cấp Mỹ, Học viện Hamilton. Ngoại trừ chứng nhận tốt nghiệp, cô ta còn cho tôi xem rất nhiều bằng khen giải thưởng. Có phải bà thấy lý lịch học tập của cô ta quá tốt cho nên mới chấp nhận trả tiền lương tương đối cao để mời bị cáo số 1 về con trai của bà học đàn? Không sai. Lúc đó tôi không biết tất cả những gì cô ta cho tôi xem đều là bằng giả, nên tôi mới trả lương cao như vậy cho cô ta. Từ lúc nào mà bà biết được bị cáo số 1 lừa? Là sau khi cô ta dạy con trai tôi được khoảng vài tháng, đột nhiên có một ngày tôi nhận được cuộc gọi nặc danh tố cáo cô ta với tôi mới biết bị cô ta lừa. Bà Hằng, tôi muốn hỏi lúc đương sự của tôi Cố Song Nhi đến nhà cô để phỏng vấn xin việc, có nói cô ta học ở học viện Hamilton Mỹ hay không? Có, cô ta có nói. Cô ta nói mình tốt nghiệp ở một trường học viện âm nhạc. Bà Hằng, bà nghe cho rõ, tôi đang hỏi đương sự của tôi có nói là cô ta theo học ở học viện âm nhạc này không? Cô ta có nói vậy không? Có nói, nếu cô ta không học thì làm sao tốt nghiệp được? Tốt nghiệp và từng theo học là hai vấn đề. Lúc đó đương sự của tôi chỉ nói là theo học tại học viện âm nhạc này. Cô ấy chưa từng nói mình tốt nghiệp tại học viện âm nhạc này. Và sự thật là đương sự của tôi đã theo học viện tại học viện âm nhạc Hamilton Mỹ được 2 năm rưỡi. Đây là giấy xác nhận do học viện âm nhạc cung cấp. Bà Hằng, mời bà xem dược chứng D8. Cho hỏi bà có ấn tượng mình đã nhìn thấy bằng khen này không? Tôi cũng không nhớ rõ, chắc là có. Đây là một trong những bằng khen của các cuộc thi âm nhạc mà lúc đó đương sự của tôi đã đưa cho bà xem. Vì lúc đó cô ấy muốn cho bà biết cô ấy từng theo học tại Học viện Âm nhạc Hamilton Mỹ, còn nói trình độ của Học viện Âm nhạc đó rất là cao. Vì vậy bà đã nhầm lẫn, đem hai điều này nói nhập làm một, cho rằng những gì đang nhìn thấy chính là giấy chứng nhận tốt nghiệp của Học viện Âm nhạc đó. Không, tôi không thể lỗ mãng. Chắc tôi không có nhìn lầm đâu.
Theo như ghi chép của bác sĩ khoa mắt Lưu Trọng Cơ, một tháng trước bà có cuộc phỏng vấn với đương sự của tôi. Bà từng thực hiện phẫu thuật điều trị tật khúc xạ. Có chuyện như vậy không? Có, tôi phẫu thuật tia laser để điều trị cận thị, có vấn đề gì? Vấn đề là thị lực tại thời điểm đó của bà vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Rõ ràng bà không thể nào xem rõ nội dung giấy chứng nhận tốt nghiệp mà bà thấy. Bà đã nhầm lẫn cho rằng bằng khen chính là chứng nhận tốt nghiệp. Bà Hằng, tôi hỏi bà thêm một lần nữa, bà có khẳng định tờ giấy mà bà nhìn thấy vào lúc đó là chứng nhận tốt nghiệp? Thưa ngài thẩm phán, tôi không còn câu hỏi. Thưa anh Dương, bị cáo số 1 Cố Song Nhi có phải từng tới tìm anh mời anh gia nhập đội của cô ta hay không? Phải, cô ta có tìm tôi. Cô ta tìm anh để dạy cái gì? Kịch câm. Cho hỏi, anh có tư cách chuyên nghiệp gì? Ví dụ như có tốt nghiệp trường đại học trong nước hoặc là trường nước ngoài nào hay không? Tôi đâu có học đại học đâu. Vậy bị cáo số 1 Cố Song Nhi có phải từng đề nghị với anh sẽ giúp anh làm giả giấy chứng nhận tốt nghiệp của những trường danh tiếng, xây dựng hình ảnh thành đại sư kịch câm để anh được dạy ở mức lương cao? Lúc đó Cố Song Nhi có nói những phụ huynh đó rất phiền và hay soi mói, nói họ rất là nông cạn ấu trĩ, nhưng mà cô ấy không nhắc tới việc giúp tôi làm giả giấy chứng nhận. Thưa anh Dương, tôi phải nhắc nhở anh, lời khai của anh ở đồn cảnh sát không phải là nói như vậy. Anh hãy suy nghĩ cho kỹ mới trả lời câu hỏi này của tôi. Tôi đã suy nghĩ kỹ lắm rồi. Thật ra hôm đó cảnh sát kêu tôi về đồn lấy lời khai. Trước đó tôi vừa uống rượu xong, rất mệt, muốn cho lời khai nhanh gọn đi về nhà, nên nói đại cho có thôi. Người ta nói gì tôi cũng ừ. Tôi muốn nhanh chóng cho lời khai để nhanh chóng được thả về nhà. Họ thì được nghỉ việc sớm, đỡ phiền cho cả hai bên. Sao lại chạy vào đó một mình vậy chứ hả? Con không ăn gì thì cũng uống miếng nước đi chứ. Có phải muốn đi chơi không? Hai. Sao tới khuya vậy? Có chuyện gì hả? Không có gì. Tôi giới thiệu một người bạn mới cho cô với Mộng làm quen thôi. Ê, được rồi. Ê, tôi giống đó đặt tên rồi. Tên là A Bân. Cô nhìn nó đi, có phải nhìn rất giống Mộng lúc còn nhỏ không? Tôi khó khăn lắm mới thành công xin nuôi nó từ Hiệp hội Yêu Động Vật đó. Con dễ thương quá đi. Tôi biết là cô sẽ thích mà. À Bân à, đây là mẹ mới của con nè, con có vui không vậy? Cái gì mà mẹ mới chứ, anh nói vậy là ý gì hả? À không, con có, tôi muốn nói tặng A Bân cho cô, sau này nếu Mộng ra đi thì có thể thay thế cho Mộng. Anh nói cái gì? Anh đi, Mộng nó còn chưa đi. Trên thế gian này không có con mèo nào có thể thay thế được Mộng đâu. Không phải, cô nhìn xem nó dễ thương đáng yêu chưa đây nè. Anh có hiểu được quy tắc không vậy? Nó là do anh xin nhận về nuôi, thì anh nên là người nuôi nó. Sao anh có thể bỏ lại cho tôi được chứ? Đưa nó đi về đi. A Bân, ra đây đi. Bây giờ tôi ra ngoài. A Bân, lúc tôi về thì đừng để tôi nhìn thấy anh và con mèo này. Nếu không thì tôi giết anh xong sẽ giết luôn con mèo đó, nghe rõ chưa hả? Ra ngoài với khóa cửa. Sao lại uống rượu một mình rồi? Lại vì bệnh tình của Mộng mà lo lắng sao? Sức khỏe của nó càng ngày càng yếu. Em thực sự rất sợ có ngày nó sẽ rời xa em. Con người có sinh lão bệnh tử, mèo cũng vậy thôi. Em đừng nghĩ ngợi nhiều, nên suy nghĩ nhiều hơn chuyện vui giữa Mộng và chúng ta. Em có còn nhớ không? Tên của Mộng từ đâu mà ra? Dĩ nhiên là nhớ. Lần đầu đưa nó về nhà, lúc nhìn thấy bản thân nó trước gương, nó bị dọa đến nỗi nhảy dựng lên. Anh còn nói sao nó khờ vậy. Cho nên anh mới đặt tên cho nó là Mộng đó. Nhưng mà thực ra Mộng cũng khờ một cách rất đáng yêu. Từ sau khi em bị sảy thai, cũng nhờ có nó bên cạnh của em. Còn anh nữa ông xã, nếu không có anh và Mộng, em không thể vượt qua được cửa ải khó khăn đó. Thật ra anh bị dị ứng, nên nhà chúng ta không thích hợp để nuôi thú cưng. Không sao đâu, uống thuốc đông y sẽ không sao. Từ khi Mộng tới nhà của chúng ta, em vui hơn trước nhiều. Cái gì cũng xứng đáng mà. Anh không sao đâu. Ai, tình cờ gì? Nè, cho tôi dĩa bánh tôm ăn đi.
hai cái gì mà hai hả? Bây giờ tôi thân với anh lắm hả? Chào hỏi thôi cô cần hung dữ thì vậy không đây? Anh hai xong chồng tôi biến mất luôn rồi. À, ông xã cô đó. Được được được, cô theo tôi qua đó trước đi, mau lên. Đi đi. Rồi cô ngồi xuống. Cô muốn gặp lại chồng cô cũng đơn giản thôi. Bây giờ cô hãy nhắm mắt lại, đếm tới 10 rồi mở mắt ra. Chồng cô sẽ lại ngồi ở đây. Trời ơi, tin tôi đi. Đếm tới 10. Dương Nam đâu? Ông vừa mới đây. Cảm ơn. Làm ơn. Lúc nãy ngữ khí của tôi hơi bị nặng. Lon bia này coi như tôi tạ lỗi với anh. Vậy cảm ơn cô nha. À phải rồi, lúc nãy sau khi tôi đi, chồng cô có xuất hiện lại không? Không. Thì bởi vậy, đâu phải lỗi tại tôi đâu. Tôi không hay với cô thì chồng cô cũng biến mất bất cứ lúc nào thôi mà. Rõ ràng cô đang tự lừa dối bản thân mình. Cứ tưởng là chồng cô không sao về trở về bên cô. Cô như vậy gọi là thần kinh rối loạn cảm xúc. Nói thẳng ra là bị điên, cô bị bệnh đó. Tỉnh lại đi. Muốn khóc ra ngoài khóc. Cô đừng có khóc nữa. Lúc nãy tôi có hơi lớn tiếng, tôi xin lỗi. Nè, mỗi người một lần coi như quen nha. Tôi sợ như là thấy phụ nữ khóc. Tôi nói xin lỗi với cô rồi, cô còn muốn gì nữa? Anh cứ để tôi khóc hết đi. Đâu phải là tại anh đâu. Sức khỏe của Mộng càng ngày càng yếu. Tôi thật sự rất sợ có ngày nó sẽ rời bỏ tôi. Tôi sợ lắm. Để xem. Sau khi chồng tôi qua đời thì nó là người thân duy nhất của tôi. Hiểu mà. Tôi với vợ tôi ngày xưa cũng có nuôi một con chó con. Ngày mà nó mất, chúng tôi cũng cảm thấy giống như tận thế vậy. Sau này chú Đông tặng cho chúng tôi một con chó giống y như vậy. Nghĩ rằng chúng tôi sẽ thấy vui hơn. Ai dè bị vợ tôi chửi cho một trận thúi đầu luôn. Bây giờ nghĩ lại lúc đó, mặt của chú Đông bị chửi tới nỗi muốn khóc. Oan ức lắm. Biết cười tức là không sao rồi. Thực ra cô vẫn còn hạnh phúc hơn tôi. Ít ra vẫn còn có Mộng bên cạnh cô. Sau khi vợ tôi qua đời rồi, chỉ còn mình tôi thôi. À phải rồi, cô có muốn biết tôi nhận nuôi con chó như thế nào không? Nè, chuyện có một lần, lúc tôi và vợ tôi đang đi leo núi, nhìn thấy một con chó đang kiếm đồ ăn trong thùng rác. Vợ tôi nhìn thấy thì cảm thấy nó rất tội nghiệp, vậy là đem chút đồ ăn đút cho nó ăn. Ai dè sau khi con chó ăn rồi cứ lẻo đẻo theo sau chúng tôi, đi theo chúng tôi không chịu bỏ đi. Vợ của tôi thấy cảnh đó nên đã hỏi nó: nếu mày muốn tao nuôi mày thì mày phải nghe lời tao nha. Ai dè con chó không ngừng giãy đuôi rồi sủa gâu 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 mấy tiếng. Vợ của tôi cảm thấy nó đồng ý với chúng tôi rồi nên mới ẵm nó đem về nhà nuôi luôn, nuôi tới khi nó qua đời. Con chó này cũng thông minh thật, biết trả lời vợ của anh luôn. Có lẽ đó chính là duyên phận. Còn cô, nói về cách cô nhận nuôi Mộng đi. Nó là món quà chồng tôi tặng cho tôi. Tôi nhớ lần đầu tiên nhìn thấy nó ở cửa hàng thú cưng. Ánh mắt lúc Mộng nhìn tôi thật sự rất đáng yêu. Lần đầu tiên tôi bế nó đã cảm thấy rất thích nó, không nỡ buông tay rồi. Nè Mộng à, vậy thì tốt rồi, còn có người thương mày kìa. Tao thì không còn gì nữa rồi. Nhi, có thể hôm nay sẽ thẩm vấn em. Nói chung em cứ nói như lúc luyện tập là được, không cần quá căng thẳng. Ừ. Thank you.
Gia Kiệt, anh Nguyên biết bị cáo số 1 cố Song Nhi như thế nào? Tôi quen cô ấy lúc tôi đi du học ở Mỹ, là bạn đại học của tôi. Trường đại học nào của Mỹ? Học viện âm nhạc Homerton. Vậy có tốt nghiệp trường đại học này chưa? Đã học được 2 năm nhưng cuối cùng vẫn không tốt nghiệp được. Công việc cố Song Nhi dạy đàn cho con trai của bà hàng này có phải là do anh giới thiệu không? Phải. Luật sư Chu à, anh không cần phải hỏi tiếp nữa, tôi muốn nhận tội. Thật ra tôi có sử dụng văn bằng giả, tôi có lừa gạt các phụ huynh, và kẻ chủ mưu của những chuyện này thật ra chính là bị cáo số 1 cố Song Nhi. Không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú.